Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số máy cày mili máy sới đất sử dụng buli dây đơn bản A, hoặc là có thể sử dụng nhông của xe máy cốt 17 nắp vào đây. Một số cái thông số về kích thước cơ bản như sau. Về trọng lượng thì hộp số này nó rơi vào tầm khoảng 16,5 kg. Chiều cao của hộp số là 45 cm. Trục ngang của là 25 cm. Trục đầu ra là trục lục giác. Trục lục giác thì có kích thước là 27 3 28 mm, là đo theo mặt lục kia, còn đo theo mặt đường kính thì là 30. Đấy, trục lục giác ấy. Thằng này thì hộp số này thì có hai cần số, một là ngắt chuyển động, ngắt chuyển động bình thường chứ không phải ly hợp các bạn nhé. Đấy, một là ngắt chuyển động, hai là sang số. Thì bữa trước thì đã giới thiệu cho các bác là một cái loại là hai số chậm, chỉ giảm tốc sang hai số chậm thôi. Còn thằng này thì là một hộp số mà có hai số tiến và một số lùi, cộng với là một phần ngắt chuyển động nữa. Hộp số này thì sử dụng nhớt này. Đấy, để đứng hoặc để nghiêng đều được. Đây là đầu vào này. Tỷ số truyền thì sẽ lần lượt là số lùi là 34/1, số nhanh là 17/1, số thứ hai chậm hơn là 24/1, là hai số tiến. Đấy. Còn cái đầu trục ra bên này thì nó giảm đi bằng một nhanh gấp đôi cái đối với cái trục này. Trục này thì nhanh hơn 2 lần so với trục này. Đấy, ví dụ thằng này là 17/1 thì thằng này nó sẽ còn lại là tốc độ của nó nhanh hơn. Đấy, còn nó sẽ là 8/1 và 12/1. Còn cái này sẽ là số lùi, sẽ là cái này là 17/1. Đấy, thì đây là tổng thể một cái hộp số như thế. Đây là buli đôi này. Cái này lắp vào đầu này. Số rất là dày các bác nhé. Đây là phần lắp đậy bên trong của hộp số. Đây, mình răng sang số của nó đây. Đấy. Đây là phần răng sang số của nó. Một cái sẽ là ngắt chuyển động. Một thằng là hai số tiến, một số lùi. Và một đầu ra đây. Cái này thì các bác tự nghiên cứu về chức năng của nó nhé. Thì em cũng không chuyên sâu về cái hộp số máy cày lắm, cho nên em chỉ biết cái phần dưới này thôi. Là hai cái trục này là trục ra, là còn cái trục này làm gì thì mình không rõ đâu. Cái này là phần đầu vào này, thì em nắm rõ này. Đấy, các bác thì tùy theo thông số nó đã em đã cho sẵn thì các bác nghiên cứu làm máy móc gì cho nó phù hợp. À, đây là toàn bộ hộp số mà nói như vậy. Đấy, các cái đế bắt này, đế giữ này, máy cày, máy bừa, máy sới mili này đều dùng được cái này nhé.